Báo tin tức thông tấn xã Việt Nam mới đây cho biết nỗi lo ngại về một cuộc tấn công lớn hơn của Nga xuống phía nam Donbass đang gia tăng khi các lực lượng Nga đạt được tiến triển dọc theo ranh giới giữa Zaporizhia và Donetsk và tăng cường các cuộc không kích vào thủ phủ của khu vực. Nếu họ đạt được bước đột phá, Nga sẽ có thể khai hỏa vào các tuyến đường hậu cần nối Zaporizhia với phía đông Ukraine. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine Vladislav Volosin cho biết hồi đầu tháng này khi phản hồi các báo cáo về việc lực lượng Nga đang tập trung đột phá theo hướng Odikip và Mala cách Zaporizhia khoảng 50 km về phía đông nam. Những diễn biến này xảy ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc chiến khi cả Nga và Ukraine đều hướng đến mục tiêu củng cố vị thế của mình trước các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra. Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã có những bước tiến ở phía đông Ukraine, bao gồm cả việc chiếm được thị trấn quan trọng Voleda vào đầu tháng 10. Có lợi thế đáng kể về quân số và vũ khí, Nga không có dấu hiệu từ bỏ mục tiêu chiếm thêm lãnh thổ ở Donbass. Tỉnh Zaporizhia ở phía đông nam Ukraine là một trong bốn tỉnh mà Nga tuyên bố đã sáp nhập vào tháng 9 năm 2022, mặc dù lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát khoảng một phần ba tỉnh, bao gồm cả thủ phủ của khu vực các chuyên gia tin rằng còn quá sớm để nói liệu những động thái gần đây này có báo hiệu sự khởi đầu của một cuộc tấn công lớn tại tỉnh Zaporizhia hay không, nhưng một chiến dịch như vậy có vẻ khó xảy ra trong tương lai gần vì Nga vẫn tập trung vào mặt trận phía đông ở Donetsk John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ bảo vệ dân chủ của Mỹ, nói với tờ Kyiv Independent: "Tôi nghi ngờ Nga có đủ lực lượng để duy trì một cuộc tấn công như vậy trong khi vẫn tiếp tục các hoạt động tấn công tại Donetsk, nơi dường như mới là ưu tiên hàng đầu." Theo cảnh báo của quân đội Ukraine vào tháng trước, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công dọc theo ranh giới giữa Donetsk và Zaporizhia, được cho là đã đạt được một số thành quả chiến thuật trong những ngày gần đây. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vào ngày 14 tháng 10 rằng lực lượng của họ đã chiếm được làng Levadne ở Zaporizhia, cách thành phố Zaporizhia khoảng 170 km. Khi được tờ Kyiv Independent hỏi về điều này, ông Volosin cho biết tình hình đang diễn biến khá năng động, lưu ý rằng không bên nào có thể giành lại được thế chủ động. Nhóm giám sát Dipset cho thấy làng Levadne vẫn nằm trong vùng xám tính đến ngày 16 tháng 10. Các nguồn tin của Nga và Ukraine cũng đưa tin về những bước tiến của Nga về phía ngôi làng Novo Darypka gần đó và các khu vực phía tây nam Velika, Novosinka. Trong hai ngày qua, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trên bộ gần Robotyne, Malatokmyka và Novo Danilipka ở trung tâm của tỉnh Zaporizhia nhưng không có thành quả nào được xác nhận. Theo báo cáo vào ngày 14 tháng 10 từ viện nghiên cứu chiến tranh ISW Khu vực này là trọng tâm cuộc phản công ở phía Nam năm 2023 của Ukraine, chứng kiến Kiev giành lại Dobotine và một số khu định cư nhỏ khác, nhưng không tạo ra bước đột phá lớn. Việc Nga tiếp tục tấn công vào tỉnh Zaporizhia không phải là điều bất ngờ. Quân đội Ukraine đã báo cáo từ cuối tháng 9 rằng quân đội và thiết bị của Nga đang được tập hợp để tiến hành các hoạt động tấn công trong khu vực. Tuy nhiên, ông Volosin cho biết Nga chỉ tiến hành các cuộc tấn công trên bộ tại địa phương và sẽ cần lực lượng lớn hơn để thực hiện một cuộc tấn công toàn diện trong khu vực. Đồng thời, Nga đã tăng cường các cuộc không kích vào Zaporizhia gây ra nhiều thương vong và phá hủy cơ sở hạ tầng. Quân đội Nga bắt đầu sử dụng bom dẫn đường có sức hủy diệt cao chống lại Zaporizhia lần đầu tiên vào ngày 23 tháng 9. Trước đó, thành phố này chỉ bị tấn công bằng tên lửa và UAV. Theo thống đốc tỉnh Zaporizhia Ivan Fedorov, bom dẫn đường do Nga phóng có thể bay đến thành phố trong vòng vài phút. Những quả bom này gần như không thể bị bắn hạ và Nga đang sản xuất chúng với số lượng lớn. Bất chấp nguy cơ liên tục về một cuộc tấn công rộng lớn hơn của Nga vào tất cả các khu vực tiền tuyến, các hành động hiện tại của Nga tại tỉnh Zaporizhia vẫn tương đối hạn chế. Với trọng tâm chính, vẫn là các khu vực do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk, theo các chuyên gia được tờ Kajib Independent phỏng vấn, Emin Kastehemin, một nhà phân tích tại Blackbird Group, có trụ sở tại Phần Lan cho biết, tại Zaporizhia, người Nga có thể đã đạt được một số lợi thế cục bộ, nhưng không có gì có thể thay đổi đáng kể tình hình chung trong khu vực. Còn ông John Hadiak cho rằng vẫn chưa rõ liệu những bước tiến gần đây của Nga, gần Levadne và Novodadivka có báo hiệu một chục tấn công liên tục ở khu vực đó hay không. Theo ông, Nga hiện cũng đang tấn công về phía Velika Novosinka từ khu vực Zolotaniva gần Vuleda. Điều này phù hợp với nỗ lực rộng lớn hơn của họ nhằm đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi phía nam tỉnh Donetsk. Nhà phân tích Kastehemin nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công trên bộ gần đây của Nga vào tỉnh Zaporizhia được thực hiện với lực lượng tương đối hạn chế, cho thấy lực lượng Nga không chuyển hướng trọng tâm chính của họ. Có thể, đó chỉ là quyết định của các chỉ huy địa phương, ông nói thêm với số lượng nguồn lực mà Moscow đã triển khai để chống lại cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk. Kondat Muzika, một nhà phân tích quốc phòng, người đứng đầu Rochan còn tình, cho rằng quân đội Nga không có khả năng thực hiện các hoạt động tấn công quy mô lớn ở tỉnh Zaporizhia. Ông nói thêm rằng Nga có thể đang cố gắng tạo ấn tượng rằng họ đang chuẩn bị cho một điều gì đó lớn hơn để buộc Ukraine phải phân tán lực lượng và triển khai lực lượng dự bị. ISVK cũng đồng tình với quan điểm này trong báo cáo vào ngày 13 tháng 10, nói rằng họ không thấy Nga tập hợp đủ nhân lực và nguồn lực cần thiết cho một cuộc tấn công lớn như những gì đã thấy ở miền đông Ukraine. Báo cáo cho biết, ngược lại, lực lượng Nga đã tái triển khai lực lượng trước đây ở khu vực danh giới Donetsk, Zaporizhia và những nơi khác ở miền nam Ukraine để ứng phó với cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk. Theo ISVK, việc tái kích hoạt ở những khu vực ít hoạt động hơn của mặt trận ở miền nam Ukraine có thể là một nỗ lực để chuyển hướng sự chú ý của Ukraine khỏi các hoạt động tấn công ưu tiên của Nga ở Donetsk để cố định lực lượng Ukraine dọc theo mặt trận ở miền nam Ukraine. Theo báo Dân Chí đưa tin, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày kế hoạch chiến thắng trước Quốc hội, tình hình ở mặt trận tiếp tục xấu đi đối với quân đội Ukraine. Nhà phân tích quân sự Julian Ropke của báo Bill của Đức cảnh báo quân đội Ukraine có thể sớm rút khỏi ba thành phố quan trọng ở vùng Donbass, Selidovo, Kudakovo và Pokrovsk dưới sức ép từ lực lượng Nga. Theo báo Đức, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ buộc phải rời khỏi Selidovo để tránh bị bao vây. Thành phố này nằm ở vùng ngoại ô Pokrovsk đang bị đe dọa bao vây vì quân đội Nga đã kiểm soát một số khu định cư gần đó. Mặc dù lữ đoàn 15 của vệ binh quốc gia Ukraine đang giữ vững phòng tuyến, nhưng sức ép từ quân đội Nga đang gia tăng và thành phố đang ở trong tình trạng bị bao vây một nửa. Theo nhà phân tích, để tránh bị bao vây hoàn toàn, quân đội Ukraine sẽ buộc phải rút lui. Thực tế cay đắng ở Selidovo, phòng thủ kiên cường không cứu được thành phố khỏi sự sụp đổ. Nhà phân tích Rovki lưu ý, đồng thời cho biết ông đã đến thăm các vị trí này vào vài tuần trước. Tuy nhiên, các đơn vị Ukraine lân cận không thể hoàn thành nhiệm vụ đe dọa đến việc giữ lại Selidovo. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận rằng giao tranh ác liệt đang diễn ra ở các khu vực Selidovo, Kudakovo và Pokrovsk và quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các khu định cư là Nepskoye ở Lugansk và Krasnaya ở Donetsk đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga bộ quốc phòng nga tuyên bố việc giành lại quyền kiểm soát nevskoye và Krasnaya đã diễn ra thành công bất chấp sự kháng cự của lực lượng ukraine việc thiết lập quyền kiểm soát đối với nevskoye và Krasnaya đã được coi là một bước quan trọng trong việc củng cố vị trí của quân đội nga tại các khu vực này cả hai khu định cư đều có tầm quan trọng chiến lược để củng cố tuyến phòng thủ và các hành động tấn công tiếp theo của nga ở miền đông ukraine Quân đội Nga đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng ở vùng Donbass, bao gồm Lugansk và Donetsk. Trong những tuần gần đây, giành quyền kiểm soát hàng chục khu định cư, bao gồm các thành trì quan trọng. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga hồi đầu tháng 8. Đây được cho là một phần nỗ lực của Kiev nhằm buộc Nga chuyển hướng nguồn lực khỏi chiến tuyến Donbass và giúp Kiev có thêm quân bài thương lượng trong các cuộc hòa đàm tiềm tàng với Moscow. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk bắt đầu chững lại khi Nga điều viện binh, tiến hành phản công và giành lại một phần lãnh thổ. Ukraine bị cho là mắc kẹt với chiến dịch đột kích vào lãnh thổ Nga. Việc Ukraine đổ hàng chục nghìn quân đến Kursk khiến phòng tuyến của họ ở miền Đông càng bị kéo căng và dễ tổn thương trước làn sóng tấn công của Nga. Nga tiếp tục đạt được các bước tiến ở mặt trận miền đông Ukraine và khẳng định chiến dịch của Ukraine ở Kursk đã thất bại, khiến Kiev mất hơn 20.000 quân. Theo các nhà phân tích, chiến dịch Kursk của Kiev đã tạo điều kiện để Nga tiến công nhanh chưa từng có và tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Tướng Harad Kuzat, cựu tham mưu trưởng quân đội Đức và là chủ tịch Ủy ban quân sự NATO từ năm 2002 đến năm 2005, cho rằng kế hoạch của Ukraine nhằm chuyển hướng các đơn vị Nga khỏi Donbass thông qua cuộc tấn công vào Kursk đã thất bại vì Nga không cắt giảm các cuộc tấn công trong khu vực. Washington Post dẫn nhận định của nhà phân tích Pasi Padonen từ Bird Group, một tổ chức phân tích tình báo nguồn mở có trụ sở tại Helsinki, cho biết lực lượng Nga ở Donbass đang tiến công với tốc độ chưa từng thấy kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm. Nhà phân tích Padonen cho biết những bước tiến lớn nhất của quân đội Nga diễn ra từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9, chung với thời điểm Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng biên giới của Nga. Bước tiến này tạo điều kiện cho Nga tiến sâu hơn vào phòng tuyến của Ukraine, tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ miền đông Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 16 tháng 10 cho biết quân đội nước này tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công đẩy lùi nhiều nỗ lực đột phá của lực lượng Ukraine ở các khu vực thuộc vùng biên giới Kursk. Theo đó, Ukraine được cho là đã mất hơn 350 quân, 21 xe bọc thép, bao gồm 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh và 16 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 5 khẩu súng cối và 7 ô tô đã bị phá hủy ở Kursk trong ngày qua. Ngoài ra, còn có 6 quân nhân Ukraine chấp nhận đầu hàng. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 23.550 nhân sự, cùng với 160 xe tăng, 75 xe chiến đấu bộ binh, 100 xe bọc thép chở quân, 934 xe chiến đấu bọc thép, 639 ô tô, 189 khẩu pháo. 37 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 9 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất. AVI Pro đưa tin, trong bối cảnh giao tranh ác liệt ở khu định cư Zeleny thuộc vùng biên giới Kurs, quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc phản công mạnh nhất của quân đội Ukraine trong thời gian gần đây. Theo nhà phân tích quân sự Yuri Podoliak, Ukraine đã tích cực tấn công từ hai hướng, từ các khu định cư Malea Loknia và Sverlikovo. Các đơn vị Nga đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công này, nhưng việc tiến xa hơn nữa từ phía Nga ở khu vực này là rất khó khăn. Theo chuyên gia, tình hình ở mặt trận lặp lại mô hình đã từng được ghi nhận vào đầu tháng 9 khi đợt tiến công ban đầu của lực lượng Nga đã dẫn đến thành công nhanh chóng. Nhưng vào ngày thứ hai, quân đội Ukraine bắt đầu phản công, làm chậm lại cuộc tấn công. Kết quả là tiên tuyến vẫn ổn định, ở danh giới đã đạt được vào ngày đầu tiên của cuộc giao tranh. Đồng thời, đường cao tốc Zelenysliak malea Lopnia có tầm quan trọng chiến lược vẫn nằm trong vùng chiến sự và việc kiểm soát đường cao tốc này vẫn là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nga. Bất chấp các hành động tích cực của phía Nga, Ukraine vẫn chưa rời khỏi lãnh thổ rừng bolshoi ongovsky và giữ các vị trí ở phía đông. Điều này làm phức tạp thêm các hoạt động tấn công. Theo ông Podolyaka, mặt trận hiện đã mở rộng, nhưng điều này vẫn chưa dẫn đến những thay đổi đáng kể trong tình hình chiến đấu ở Kursk các trận chiến giành quyền kiểm soát quân sút ra nơi quân đội Nga cũng đang cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine cũng không kém phần khó khăn mặc dù đã tiến được một đến 2 km trong khu vực các khu định cư Mikhailovka và Chekaskaya Konopenka nhưng vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào được ghi nhận trên khu vực mặt trận này Theo VOV đưa tin, vào đầu tháng 10, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin lực lượng nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái UAV tại địa điểm cách nhà máy điện hạt nhân Kursk gần 5 km. Bất kể mục tiêu của vụ tấn công bằng UAV là gì, việc nhà máy có vị trí gần tiền tuyến là điều rất đáng lo ngại. Andriy Kovalenko, một quan chức của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng Kiev đã tấn công nhà máy, đồng thời nhấn mạnh hoạt động như vậy là điều vô nghĩa blogger quân sự roman alekhin cố vấn cho quyền thống đốc vùng kurs của nga cũng nhận định không có lý do gì để thổi bùng suy đoán rằng ukraine đang nhắm vào nhà máy điện hạt nhân vì nhắm mục tiêu vào đó là điều vô nghĩa dù vậy, vụ việc vẫn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tiềm tàng vào nhà máy hạt nhân này sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch đột kích tỉnh Kursk của Nga từ hôm 6 tháng 8. Mặc dù các quan chức Nga tuyên bố nhà máy hoạt động bình thường, nhưng trên thực tế nó không được bảo vệ hoàn toàn trước các cuộc tấn công quân sự trực tiếp. Rafael Korotzi, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, bày tỏ lo ngại về khả năng nhà máy có thể bị tấn công trong chuyến thăm nơi đây vào tháng 8 năm 2024. Các nguồn tin thân cận với Rosatom, tập đoàn năng lượng nguyên tử do chính phủ Nga sở hữu, cũng như các chuyên gia độc lập đều có chung lo ngại này. Alexander Nikitin Cố vấn hạt nhân tại Quỹ môi trường Bellona giải thích rằng trong quá trình thiết kế cho mọi cơ sở hạt nhân, các kỹ sư phân tích cả sự cố nằm trong thiết kế cơ sở và ngoài thiết kế cơ sở. Ông Alexander Nikitin nhấn mạnh, sự cố trong thiết kế cơ sở là những sự cố có thể xảy ra trong thực tế, còn sự cố ngoài thiết kế cơ sở là những tình huống được coi là không thể xảy ra nhưng vẫn đưa vào phân tích khi xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, ngay cả những tình huống ngoài thiết kế cơ sở cũng không hề tính đến các cuộc tấn công quân sự. Ông Nikitin mô tả tình hình hiện tại là một trường hợp khẩn cấp chưa từng có. Trang tin điều tra độc lập Voska dẫn một số nguồn thạo tin cho biết không có cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự nào dù là nhà máy điện hạt nhân hay bất kỳ nhà máy điện nào khác được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa. Đáng chú ý, nhà máy điện hạt nhân Cos được xây dựng cách đây 40 đến 50 năm, sử dụng vật liệu và công nghệ kém xa các tiêu chuẩn hiện nay. Các chuyên gia cho rằng các lò phản ứng và cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tương đối an toàn. Một số nhiên liệu được lưu trữ trong các thùng chứa bê tông cốt thép đặc biệt có khả năng chịu được những cú rơi từ độ cao lên đến 2 mét. Nhiên liệu đã qua sử dụng sau khi tách ra khỏi lò phản ứng hạt nhân được lưu trữ trong các bể làm mát nơi nhiệt dư từ quá trình phân rã phóng xạ tiêu tan. Các bể này nằm tách biệt hoàn toàn với lò phản ứng nhưng chỉ được bảo vệ tốt hơn một chút so với các tòa nhà dân sự kiên cố, một nguồn tin của Rosatom lưu ý. Nguồn tin này cảnh báo việc phá hủy một cơ sở như vậy có thể dẫn đến thảm họa môi trường. Chuyên gia Nikitin cho rằng tác động tiềm tàng của một cuộc tấn công như vậy tương đương với sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ việc sử dụng bom bẩn, là một loại bom nổ phát tán vật liệu phóng xạ mà không kích hoạt phản ứng dây chuyền hạt nhân. Ông cảnh báo các lò phản ứng tại nhà máy Kurs được bảo vệ tương đối yếu và nếu bị pháo kích, chúng sẽ không thể chống đỡ được. Cả ông Nikitin và các nhân viên của tập đoàn Rosatom đều cho rằng hậu quả của một cuộc tấn công như vậy là rất khó lường vì còn nhiều ẩn số liên quan. Nhà máy điện hạt nhân Kursk bắt đầu hoạt động từ năm 1976 và thành phố vệ tinh Kuchatov gần đó có thiết kế ban đầu tương tự như nhà máy hạt nhân Chernobyl và thành phố vệ tinh Pripyat. Sau thảm họa Chernobyl vào năm 1986, Nga đã nỗ lực hiện đại hóa các nhà máy hạt nhân tại Kursk, Leningrad và Smolensk. Nhưng phần lớn những thay đổi này tập trung vào việc giảm thiểu các yếu tố nội bộ có khả năng gây ra sự cố. Theo Rosatom, những cải tiến này bao gồm việc loại bỏ tác động của con người đối với hệ thống an toàn của lò phản ứng và đảm bảo rằng các hệ thống này có thể hoạt động ngay cả trong trường hợp nhà máy bị mất điện hoàn toàn. Ông Alexander Nikitin bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ nhân viên của nhà máy. Đây là một đội ngũ đã được thành lập từ lâu và họ đang làm mọi cách để bám trụ lâu dài tại nhà máy. Họ được đào tạo bài bản và kỹ lưỡng nhằm ứng phó với hầu hết tình huống có thể xảy ra. Nhà máy điện hạt nhân Kursk ban đầu vận hành 4 lò phản ứng là RBMK-1000 giống như những lò phản ứng tại Chernobyl. Ngày nay, chỉ còn một lò đang hoạt động, hai lò đã ngừng hoạt động và một lò đang được bảo dưỡng. Hiện Nga đang xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới mang tên Kursk 2 bên cạnh nhà máy cũ với 4 lò phản ứng VVR, TOI hiện đại. Lò phản ứng đầu tiên dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2025. Các nhà máy điện hạt nhân mới hơn, trong đó có nhà máy điện hạt nhân cos 2 được thiết kế để chịu được tác động trực tiếp của một vụ rơi máy bay. Tiêu chí này được đưa ra sau vụ tấn công khủng bố hôm ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ. Ông Nikitin nói với Verska, những nhà máy mới hơn được xây dựng với bộ khung bảo vệ có thể chống chịu trước các vụ rơi máy bay chở khách lớn, nhưng nhà máy COS cũ thì không như vậy. Theo chuyên gia Nikitin, trong khi các thỏa thuận quốc tế coi những cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân dân sự là điều không thể chấp nhận được, thì đây vẫn chỉ là khuyến nghị, chứ không phải là quy tắc bất di bất dịch. Ông Nikitin giải thích rằng các tài liệu này không đưa ra lệnh cấm rõ ràng mà chỉ kêu gọi kiềm chế các cuộc tấn công như vậy. Những quốc gia có nhà máy điện hạt nhân không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào cho thấy trách nhiệm ràng buộc đối với hành động tấn công cơ sở hạt nhân. Chuyên gia này lưu ý nguy cơ xảy ra tai nạn tại nhà máy điện hạt nhân Kursk có khả năng nguy hiểm hơn nhiều so với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine, nơi từ lâu đã nằm trong vùng chiến sự. Ông Nikitin nói, nhà máy Zaporizhia hoàn toàn lạnh vì tất cả các lò phản ứng đã ngừng hoạt động, nhưng tại Kursk, một lò phản ứng vẫn đang hoạt động và điều đó thật đáng báo động. Các nguồn tin thân cận với Rosatom cho biết rằng họ dựa vào nguồn lực của chính mình và Bộ Quốc phòng Nga để bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân chúng tôi đang trang bị hệ thống phát điện và chống máy bay không người lái cho các cơ sở tại nhà máy và các hệ thống đó đã phát huy hiệu quả trong nhiều trường hợp quân đội đang thực hiện mọi biện pháp có thể để ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng ukraine